Cũng trong xu thế chuyển đổi số quốc gia thì có một con số đáng chú ý mới được công bố gần đây, đó là có tới gần 80% học sinh Việt Nam được học trực tuyến trong thời gian nghỉ học do dịch COVID-19, cao hơn mức trung bình của các nước OECD, tức là các nước trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Điều này cho thấy là giáo dục Việt Nam hoàn toàn có khả năng đi đầu trong chuyển đổi số nếu quyết tâm và có chiến lược bài bản. 1 giờ hóa học của học sinh lớp 9. Bên cạnh vở, sách, bút là điện thoại. Điện thoại được xem như một dụng cụ học tập, bắt đầu từ việc kiểm tra bài cũ. Đến phần học bài mới, lại sử dụng điện thoại để làm việc nhóm. Việc các thầy cô có thể ứng dụng được những cái công nghệ thông tin vào giảng dạy sẽ hỗ trợ các thầy cô bớt nhiều thời gian hơn. Đó cũng có thể là hoạt động dạy trực tuyến, một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ nhưng thành công đối với đa số các trường học ở Việt Nam trong thời gian nghỉ học do dịch COVID-19. Sử dụng các ứng dụng, phần mềm thông minh để quản lý trường học, từ đó giảm bớt hồ sơ, sổ sách, giấy tờ, các thủ tục hành chính rườm rà để quản trị nhà trường một cách hiệu quả, cũng là một phần của chuyển đổi số. MISA cũng đã ký kết hợp tác với Bộ Giáo dục Đào tạo để mà triển khai cái nền tảng quản lý giáo dục MISA EMIS. Chỉ cần vài ba công ty lớn xây dựng cái nền tảng thì có thể hàng chục ngàn trường học trên toàn quốc sử dụng chung những cái nền tảng, và nó có thể chỉ cần một năm thôi là toàn bộ hệ thống giáo dục đều có thể triển khai thành công cái chuyển đổi số. Sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin Truyền thông và các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin được kỳ vọng sẽ sớm đem đến các giải pháp hiệu quả để quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh chóng. Bên cạnh đó, việc làm sao để đảm bảo an toàn cho học sinh khi tiếp cận với các thiết bị công nghệ, các nền tảng số cũng là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm. Bộ Giáo dục còn đang xây dựng cái chuẩn kỹ năng số hay chuẩn năng lực số cho học sinh các bậc học, và trên nền tảng đó thì cũng nghiên cứu để gắn kết cái môn tin học phổ thông hiện nay theo chương trình 2018 cùng với những hoạt động khác để học sinh không những có cái năng lực sử dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả mà còn an toàn. Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và quản trị nhà trường giúp nâng cao chất lượng dạy học, nhưng yếu tố quyết định vẫn là ở người dạy và người học. Ở trường này, hầu như môn học nào cũng sử dụng phương tiện số, nhưng những thiết bị đó không thay thế tất cả. Cô giáo vẫn viết những thông tin chính lên bảng để học sinh tiện theo dõi. Giáo viên và học sinh thảo luận trong suốt giờ học. Và sách, bút, vở vẫn có nhiệm vụ của nó.